bộ đội Việt Nam đã kéo pháo lên Điện Biên Phủ bằng cách nào? Pháo còn, nhưng chiến sĩ Tô Vĩnh Diện đã hy sinh. Trước khi mất, anh còn gắng gượng hỏi: pháo có sao không hả các đồng chí? Cựu chiến binh Phạm Đức Cư, một chiến sĩ của Trung đoàn 367 pháo cao xạ năm xưa, bùi ngùi kể lại: đã gần 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng hình ảnh ngã xuống của người đồng đội vẫn không thôi ám ảnh ông. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã trở thành bản thiên anh hùng ca của những người lính Điện Biên. Còn đối với giặc Pháp, đến bây giờ chúng vẫn đau đầu với một câu hỏi, đó là quân ta đã kéo pháo lên mặt trận Điện Biên bằng cách nào? Sau khi được hướng dẫn cho nghe ca khúc Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân, thì chúng lại quay sang nghi ngờ, bĩu môi kiểu chắc trêu. Vì chúng cho rằng chỉ dùng sức người mà kéo được pháo lên Điện Biên là một điều viển vông, phi thực tế. Nhưng nhà bao việc, tin thì tin, không tin thì tin. Vậy hành trình thần kỳ kéo pháo lên Điện Biên Phủ của bộ đội ta ra sao? Khoảnh khắc đồng chí Tô Vĩnh Diện hy sinh để bảo vệ pháo qua ký ức của đồng đội như thế nào? Anh em hãy cùng Mr. Xuôi của Ngược Dòng Lịch Sử đi tìm hiểu ngay sau đây. Với vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á, Điện Biên Phủ đã lọt vào mắt xanh của Pháp. Chúng chủ trương xây dựng nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm, trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Để thực hiện kế hoạch của mình, Pháp chủ trương đưa tới mặt trận này một số lượng quân khủng khiếp và hùng hậu. 16.200 quân, đủ loại binh chủng, được bố trí thành 3 phân khu với 49 cứ điểm. Chúng đã quyết tâm biến Điện Biên Phủ thành mồ chôn tập thể quân ta, dẫn đến kết thúc chiến tranh. Về phía quân ta, sau khi xem xét trận địa một cách kỹ càng, ban chỉ huy của ta cũng đã quyết định Pháp muốn chiến thì ta chiều. Ta cũng đưa ra nhận định, muốn chiến thắng trong chiến dịch này, mấu chốt đều phụ thuộc vào trận địa pháo. Tuy nhiên, việc đưa pháo lên mặt trận Điện Biên là không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là không có khả năng. Bởi đường lên đều là những đoạn đèo, dốc ngoằn ngoèo, uốn khúc, dân phượt thủ bây giờ một mình một xe còn khóc thét, huống hồ gì ông cha ta ngày đó còn phải kéo thêm những khẩu pháo khổng lồ với trọng lượng lên tới hàng tấn. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù, bộ đội ta đã quyết định thử thách, biến điều không thể thành có thể, dùng sức người nhỏ bé kéo pháo lên mặt trận Điện Biên phục vụ cho chiến dịch. Đèo Pha Đin hay còn được gọi là dốc Pha Đin theo ngôn ngữ của người Thái, thì đây là nơi giao thoa giữa đất và trời. Đây cũng chính là điểm khởi đầu gian nan nhất của hành trình kéo pháo bằng sức người của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bắt đầu từ đây, qua nhiều đèo, dốc, vực sâu, núi cao, lực lượng pháo binh của ta đã kéo 68 khẩu trọng pháo vào trận địa, hướng tới cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập, đồi A1, hầm The Castry. Sau 27 ngày hành quân đến Điện Biên, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367 nhận được lệnh tháo pháo khỏi xe, dùng sức người để kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa. Ai cũng lo lắng vì pháo nặng hàng tấn mà lại bỏ xe, rời đường cái để cùng với người đi xuyên rừng hàng chục km, lại phải qua núi cao, vực sâu. Lo lắng là vậy, nhưng ngay lập tức các chiến sĩ của ta đã được tiêm doping, sự quyết tâm cứ phải gọi là tăng lên vùn vụt. Liều doping kịp thời đó đến từ vị trí của tướng Giáp, tổng tư lệnh của chiến dịch. Khi ấy vị đại tướng đã nói với các đồng chí của mình: chúng ta phải hết sức giữ bí mật, bất ngờ, nhất là bất ngờ về hỏa lực lựu pháo và cao xạ, những lực lượng lần đầu tiên tham chiến. Lấy sức người thay cơ giới, đưa pháo vào trận địa không phải vì bộ đội không làm được đường cho xe chạy, mà chính là để giữ bí mật, bất ngờ. Nhận mệnh lệnh từ tổng chỉ huy, tiểu đoàn nhanh chóng lao vào nhiệm vụ. Các chiến sĩ phải kéo pháo xuyên rừng, qua sông, qua suối, kéo cả ngày, cả đêm. Mỗi tiểu đoàn nhận 12 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 12 khẩu 12 ly. Những khu vực nào rậm rạp, ban ngày địch không phát hiện được thì anh em tiến hành kéo pháo, còn gần như hoàn toàn kéo pháo vào ban đêm khi đã tiến gần đến trận địa. Kéo ban đêm nhưng lại cũng không được soi đèn, nếu không sẽ bị địch phát hiện. Lúc ấy xem như kế hoạch đổ sông đổ bể. Nhưng nếu không soi đèn thì lại không thấy đường đi. Tình thế lúc này gọi là bố của khó, song chiến sĩ ta lại không dễ từ bỏ. Mọi người nghĩ ra cách cử hai người khoác hai mảnh vải trắng, màu dễ nhận biết nhất trong bóng tối, đi trước làm cột mốc cho đoàn kéo pháo qua. Cứ như thế, pháo và người băng rừng vượt núi. Đến bãi lầy, các chiến sĩ phải vác đá lấp đường, chặt cây rừng rải lên, đường hẹp thì kè ra đủ rộng cho pháo qua. Tất cả những việc này đều được các chiến sĩ của ta thực hiện trong đêm tối, chỉ có một thứ ánh sáng hy vọng đang cháy sáng trong tim mỗi người mà thôi. Kéo pháo 12 ly, 37 ly khiến các chiến sĩ của ta ngất ngây lắm rồi. Giờ còn phải kéo pháo lựu 105 ly là một trong 4 khẩu pháo của đại đội 806 được giao nhiệm vụ bắn những quả đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Thì đúng là úi dồi ôi.
Đó là trong trường hợp nếu người kéo không phải là những chiến sĩ chân trần trí thép của ta, còn ngược lại thì cứ phải gọi là rực rỡ anh em ạ. Các chiến sĩ của ta không than phiền lấy nửa lời, quyết tâm đưa những khẩu đại bác này lên mặt trận cho kỳ được. Chỉ huy phân chia đơn vị thành 3 tốp, mỗi tốp khoảng 30 người, thay nhau kéo pháo. Lúc kéo, hai tay nắm chặt dây tời, chân dạng ra thật chắc. Khi người chỉ huy hô, 2, 3 nào, thì tất cả gồng sức lên mà kéo, và hễ bánh pháo nhích được tí nào, thì hai đồng chí pháo thủ liền nhích thành gỗ chèn lên theo, không cho pháo tụt trở lại. Những nơi dốc đứng, có chỗ dốc đến 70 độ, mọi người phải buộc tời trên đỉnh dốc, ra sức quay tời cuốn vào những gốc cây to, những người ở bên dưới thì cố hết sức đẩy lên từng tí một. Kéo những khẩu pháo khổng lồ là vậy, nhưng chiến sĩ ta mỗi người chỉ có một đôi giày vải trước khi lên đường, ngoài ra không có thêm bất cứ vật dụng trợ giúp nào. Mỗi khẩu pháo nặng khoảng 2,4 tấn, được khoảng 80 đến 100 người kéo. Đường ra mặt trận phần lớn mới mở, nhỏ hẹp, một bên là vực sâu, lại phải vượt qua nhiều điểm thường xuyên bị máy bay và pháo binh Pháp bắn phá. Lúc kéo các chiến sĩ cũng phải nắm thật chặt dây tời, chân dạng ra lấy sức. Không chỉ vật lộn với núi cao, vực sâu, chúng tôi còn phải đương đầu với thời tiết khắc nghiệt của Điện Biên. Có những hôm mưa tẩm tã, đường trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là pháo có thể rơi xuống vực thẳm. Đôi giày được phát sau vài hôm lội bùn, ghì dây kéo pháo đã nát bươm. Anh em phải đi chân trần, dẫm lên gốc cây, đá nhọn, tứa máu. Đem sức người chống chọi với thiên nhiên, kẻ thù. Mỗi đêm các chiến sĩ của ta chỉ kéo pháo được hơn 1 km. Sau 9 đêm, các đơn vị pháo binh đã kéo pháo đi 14 km. Lập kỳ tích đưa pháo vào chiếm lĩnh trận địa an toàn, bí mật. Tất cả sẵn sàng chờ lệnh nổ súng tấn công. Thế nhưng trong niềm hân hoan chuẩn bị được tấn công địch, trong khi sức lực còn chưa kịp hồi lại, các đồng chí lại nhận được lệnh kéo pháo ra. Các chiến sĩ đều hoang mang tột độ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Phải khó khăn lắm mới kéo được pháo lên, giấu vào vị trí an toàn, giờ lại phải kéo ra. Cứ tưởng số phận đang trêu ngươi họ, nhưng ai ngờ không phải. Tất cả đều đã nằm trong tính toán của tướng Giáp. Tiểu đoàn trưởng Phạm Đăng Ti đã thay tướng Giáp giải thích với các chiến sĩ kéo pháo rằng tinh thần chiến dịch không thay đổi, nhưng chiến thuật thay đổi vì địch có động thái mới. Từ đánh nhanh, thắng nhanh, ta chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Sở dĩ có sự thay đổi này là do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có hơn chục ngày đêm theo dõi tình hình, hầu như không ngủ. Ông suy nghĩ liên miên đến mức đầu bốc hỏa bừng bừng, làm cho y sĩ phải buộc nắm ngải cứu lên trán cho nhẹ bớt. Sau quãng thời gian đó, vị tướng của ta đã quyết định thay đổi chiến thuật. Tuy anh em chiến sĩ sẽ vất vả hơn, nhưng cơ hội thắng sẽ cao hơn. Chỉ cần là chỉ thị của Tổng Tư lệnh, các anh em chiến sĩ đều nhất tề nghe theo, lại hăm hở kéo pháo ra khỏi nơi trú ẩn. Kéo pháo vào đã vô cùng gian khổ, nhưng phải kéo ra còn gian khổ gấp bội. Thậm chí khi thực hiện nhiệm vụ này, chiến sĩ Tô Vĩnh Diện đã không quản lấy thân mình chèn pháo, quyết tâm bảo vệ pháo cho bằng được. Với tinh thần người còn thì pháo còn, mà kể cả người có mất thì pháo vẫn phải còn. Cụ thể, khi gần kéo ra đến địa điểm tập kết Nà Nhạn, quân địch ở cánh đồng Mường Thanh bắn đạn pháo vãi ra như mưa. Địch bắn theo kiểu rung cây dọa khỉ, chứ không phải do phát hiện được các đoàn kéo pháo ra mà bắn. Mặc pháo địch nổ rền, hàng trăm người vẫn níu trên dây cáp dài, ai cũng máu rớm bàn tay, cố giữ để pháo từ từ lăn xuống. Cứ mỗi bậc lại có hai người hai bên, vừa lái càng vừa sẵn sàng chèn để hãm pháo rừng khi có lệnh nghỉ hay có sự cố. Nhắc lại thời điểm ấy, ông Cư xúc động. Tôi cùng một đội kéo pháo với anh Diện. Lúc kéo ra đến một con dốc mà anh em thường gọi là dốc chuối, thì một quả đạn nổ ngay gần đó. Mảnh đạn văng trúng và cắt phăng dây tời. Khẩu pháo đang thả dây xuống dốc, mất thăng bằng quay ngang. Đường rất hẹp, chênh vênh, nếu không có quyết định nhanh, tức thời, thì khẩu pháo sẽ rơi xuống vực thẳm mấy chục mét, tan nát hết. Lúc đó khẩu pháo còn quý hơn bản thân mình. Anh Diện tức khắc cầm vào càng pháo để lái, cố gắng đưa pháo trở lại thăng bằng nhưng không được. Không chần chừ, anh Diện lao cả thân mình vào bánh xe. Khẩu pháo quay ngang sườn đèo, càng pháo đâm vào vách một hốc núi. Thế nhưng pháo quá nặng, quay quật vào người khiến anh gục xuống. Khi đồng đội xuống cứu, Tô Vĩnh Diện chỉ hỏi pháo có làm sao không. Sau đó anh hy sinh. Đồng đội không có thời gian tiễn đưa, chỉ có thể chôn vội anh ở bìa rừng. Cố Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu, nguyên chính ủy đại đoàn công pháo 351, trong cuốn hồi ký của mình đã viết: trong đêm tối, mỗi khi ánh chớp lóe sáng từ phía Mường Thanh, tiếp sau là hàng loạt đạn xé gió, chưa biết sẽ nổ vào đâu, nhưng các cán bộ, chiến sĩ ta chỉ qua giây phút bồn chồn yên lặng, rồi tiếng 2-3 lại nổi lên vang động cả núi rừng. Có lúc từng loạt đạn rơi ngay bên dòng người kéo pháo, thì lập tức những khẩu hiệu vang lên: dũng cảm giữ pháo, dù hy sinh cũng không rời pháo, còn người còn pháo. Tinh thần đó đã giúp bộ đội Việt Nam chân trần vượt đạn bom,
đưa khẩu pháo cuối cùng về vị trí tập kết lúc mờ sáng ngày 5 tháng 2 năm 1954, tức mùng 3 Tết âm lịch, hoàn thành nhiệm vụ kéo pháo ra. Sau thời gian chuẩn bị đánh chắc, tiến chắc, chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo binh nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho cuộc tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và giành thắng lợi vào ngày mùng 7 tháng 5. Đến bây giờ giặc Pháp vẫn không hiểu tại sao chỉ dựa vào sức người mà bộ đội ta có thể kéo được pháo lên trận địa Điện Biên, cũng là có lý do. Bởi vì với chúng, những khẩu pháo chỉ đơn thuần là một loại vũ khí không hơn chẳng kém. Nhưng đối với những người lính Điện Biên, những khẩu pháo đó còn quý hơn sinh mạng của họ gấp nhiều lần. Họ có thể hy sinh bản thân mình chỉ để pháo được sống, bởi chỉ khi pháo được sống, chiến dịch mới có thể giành thắng lợi. Anh em xem thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ, xui tôi phải đi rửa mắt cái đã, nước mắt tèm nhem hết cả rồi.